Ok, lên em. Hôm nay thì vẫn là những con game mới thôi. Game đầu tiên là con game này, con game Captain Falcon. Một con game mà về chủ đề là những con mèo đây. Rất là nhiều mèo luôn. Mèo trên cạn, mèo dưới nước. Mèo mà nó đi trên thuyền. Hình như nó vừa làm thợ lặn đúng không ta? Ok, anh em nào yêu mèo thì muốn thử qua game này đó. Lúc trước thì em đã có một phiên bản ở trên mà Steam Next. Lúc đó thì chưa có thời gian thử qua, nên nay thì game đã ra mắt phiên bản Early Access này, nên cũng chơi thử game coi sao. Thì bản Early Access này chỉ kéo dài là 3 đến 6 tháng thôi, sau thời gian đó sẽ ra phiên bản đầy đủ. Hiện tại game đánh giá mixed thì chưa thấy ai chê về gameplay cả. Phần lớn thì vẫn là một số ý kiến trái chiều về việc mà game có quá nhiều bug thôi. Đây, thường là họ than phiền là cái yếu tố đầu tiên là bớt á. Cái vấn đề này thì anh em cứ yên tâm, sau một thời gian thì nhà phát hành họ sẽ mà khắc phục hết cái lỗi bớt này thôi. Tại vì nếu như game mà review ra mắt bản đầy đủ dính bớt nữa thì nó mới đáng lên án, còn phiên bản Early Access thì chúng ta có thể chấp nhận được. Game này để coi đây. Ok, Captain Falcon. Game phán 2G cũng tương đối là nhẹ. Đây là phiên bản Early Access, đây là đợt sự kiện Time Next Fest. Thì cũng cùng lúc với con game tôi luôn. Vẫn là trong cái sự kiện Time Next Fest đó thôi. Tải cũng khá là nhanh, nên vô game luôn đi, để đỡ phải lướt lướt đêm nữa. Tôi tính coi thôi cái nhà phát hành này có những con game nào nữa không. Chicken đâu, họ cũng có một số game nữa, hầu hết đều rất thành công nha. Hai con này thì tôi đã thử qua rồi. Con này với con Geta là nó na ná nhau luôn á, vẫn là hai con game đi dọn rác nè. Đây là hai game mới của họ ra mắt. Thì vẫn đang giai đoạn Early Access thôi, nên cái đợt đánh giá nó cũng chưa có cao lắm. Rất tiếc là không có tiếng Việt. Con game chim cánh cụt hôm qua tôi chơi thì nó đã có tiếng Việt rồi. Ok, vô game mà nó nháy màn hình dữ vậy ta. Sao lại có 50 FPS thế này? Ok, nghe nhạc là đúng chất cướp biển luôn ha. Từ cái mức này là hết nghe tiếng nè, mức này cũng không nghe luôn, này thì hình như cũng không luôn. Thực ra là mức này là mức khoảng 50, là mức này là mức không nè. Rồi, chúng ta vô game Dota 3. Hình như audio nó không luôn hay gì á. Cơ đô. Mèo thì màu đen nó đẹp hơn màu trắng. Ở đây chúng ta có 18 cái màu sắc nè, rất là nhiều nha. Có là có mèo màu hồng nữa hả? Mèo màu xanh luôn. Có con này giống Doraemon không? Đây, con này thêm cái túi nữa, song nhãn đồng tử nữa. Mèo tam thể đực nó rất là hiếm nha. Mèo tam thể đực mà mắt hai màu càng hiếm nữa. Nó cặp mắt này nhìn gian quá vậy. Đây, cặp này đi. Mèo thì nên chọn màu đen không ta? Màu đen đi, có gúng nó. Cái này mỏ chó mà. Rồi, cái mỏ này nó hợp với con màu đen hơn. Cái này là gâu.
mấy ông tiến sĩ trong mấy cái phim hoạt hình là râu nó hay, cái này là giống mấy ông là Giang Giang nè. Đây đây, đúng luôn hả? Rồi, chơi đi. Trời, không có option. Lúc ta đi, không nhảy. FPS cảm giác được thấy nó hơi giật giật lắm. Này là cái gì? Nè, đúng nè, để nhặt cái vật thể này. Xong rồi nhấn chuột trái để đi câu hả? Ồ, cái trò câu cá này khá là hay nha. Giữ chuột trái xong rồi kéo nó theo cái mức này giật lên. Xong, qua cầu. Game này game giả lập câu cá à. Xong vô đây mình bán cá hả? À? Không, không vô được. Nhìn con mèo tôi giờ mới thấy nó xấu thiệt. Ủa, chỉ cần cái là qua hả ta? Meo 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 meo. Bây giờ giữ chuột trái để cắt nè. Rồi, ok. Hơi phức tạp tí. Đây đây, nói chuyện với NPC, bui mấy cái nguyên liệu này. Anh em cái phông chữ như thế này trên cái nền trắng nó rất là đẹp nữa. Nên anh em có thể dùng cái tôn dịch của tôi để dịch được hết. Đây là thời điểm tuyệt vời để có những giấc mơ, những điều mình muốn. Tôi sẽ dạy bạn cách sử dụng cái cửa hàng này. Mỗi cửa mà cửa hàng thì mở ra mình có thể chọn thứ mình mua. Cái này là nói mua chứ chưa nói tới bán hả ta? Cái gì ở bên phải là có thấy cái gì đâu? Bạn nhìn thấy icon, tên và mô tả cũng như là cái giá của vật phẩm này. Nếu như mình có đủ tài nguyên thì nhấn vào vui. Đây, tên, giá, mô tả. Cái này nó mua bằng cái gì ta? Mua bằng cái con guild này hả? Trừ hai si quét đạt được hai cái mồi câu là cái này. Từ hai cái con biển mình mua được hai cái mồi câu. Rồi ok, thử nó đi. Ok rồi, cảm ơn. Bây giờ mình bắt cá sử dụng cái phím số từ 1 đến 9 để trang bị cái mồi câu này vô. Bắt một con cá bằng cách thả xuống hốc nó. Rồi sử dụng chắc là cái mồi câu này số 5 quá. Mâm mâm mâm. Ủa, bắt gì mà bắt hụt? Mất hai miếng mồi luôn hả trời? Còn in
cá đâu hết này. Kìa. Không. Ok. Tiếp con nữa. Yeah. Get không bút tôn. À, để làm trống rồi cái này. Tích đi bia có thể bán ở shop. Enter nhấn ngay để vào shop. Ok, cái gì mà như đóng gác vậy nào? Từ 1 đến 9 để trang bị cá trong cái mà cửa hàng cá của mình. 1 đến 9 eo quỷ tích đi để mà em quyết con tích đi vô đây. Đặt con cá vô đây cho nó bơi. Ủa, đặt được con hả? Ủa, năng con cá mình thấy gì mất con vậy? Bây giờ có người vô mua kìa. Năm chục vàng ngon. Rồi dọn cái đống gán này sao? Nhấn tab để mở túi đồ. Ok. Con mèo của mình thì có nón mắt kiến, khăn tròn, áo, giày, quần. Ngon. Bây giờ là cái cửa hàng của mình đây, với ông số 37 à. Có cái túi phai tay, một cái dách đá dở. Đã dùng cái con tàu rồi thì làm gì mà có cái tường đá trên tàu được. Trên tàu chả ai xây tường đá nhiều đâu. Bên trái là mình đi đâu? Qua đây nhận quét hả? Hướng dẫn thì đi qua bãi không à. Chào mừng đến với cái cảng phai bay. Tôi đã nghe về một con mèo với ước muốn là trở thành một nhà hải tặc đã đến đây. Tôi nghĩ đến là bạn. Không một vị hải tặc nào mà không có một con thuyền. Đừng lo lắng, nếu bạn giúp tôi, bạn có thể có nó. Bạn cần phải quan tâm chăm sóc và sửa chữa nó. Rồi, mình tốt nhất là nên đi giúp người dân trong thị trấn này. Cái da này là phải cái đồ mà để đốt ba cái đèn trong bình không ta? Cái bình này mình đổ ba cái dầu vô hồi xưa xong rồi cắm cái bắp vô nó đốt giống cái này vậy nè. Cái này là cái đà bàn hả? Chữ gì vậy trời? Đây ngôi làng của chúng ta đây. Ủa, ngoài mèo ra có cá chim nữa hả? Chào bà. Kéo cần nhanh hơn thì mình cần phải có ba gỗ và ba gác, sau cùng 100 tiền nữa. Cái này là dạng như mình nâng cấp kỹ năng của mình vậy đó. Nâng cái tầm đó, cái tầm của cái cần câu. Chấp nhận mình đi xuống sâu hơn. Tăng cái lực kéo cần câu. Tăng cái lực hút. Chấp nhận mình kéo cái vật nặng hơn. Chưa biết nâng cấp cái gì. Bye. Có ai nữa không? Cái này thì chắc bán quần áo hả? Đây. Cái nón này 250 nè. Cái áo 250, quần 250 đồng giá lên ha. Bye bye. Mạng này vẫn là quần áo thôi. Bye.
Sao không câu được cái này á? Quá dính. Cái này là cái gì ta? Được một cái mảnh của con tàu. Ủa? Mèo mình nó có cần thiết phải ăn uống gì không ta? Mấy cái tài nguyên nãy giờ của mình không biết còn không nữa. Cái này của mình nó là cái gì nó không ghi hết. Rồi ở đây là câu thoải mái luôn. Có người kéo nữa. Mình có thể bán ở shop cây kéo cũ nát như thế này. Chắc bán đồng nát chứ bán gì nữa giờ. Gỗ nè. Đâu có mấy mèo nó lên tàu mình như đó. Mèo hoang à. Ở đây cũng thả câu được nữa. Vậy là không cần phải đi xa. Câu thoải mái luôn. Đây là cái mũ con vịt. It is a ducky. Mèo đi câu cá, hôm qua thì đi đập đá, còn hôm nay chúng ta lại đi câu cá. Đi có cái đồng hồ kìa. Dính 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 đó. Mình có thể bán ở shop. Cái shop của mình thì hơi bị to nghe à. Mua đi chị. 50 tiền cũng được. À để được 2-3 cái nè. Trời, cái nón mình đi đội đầu thôi. Mình đi ra thì nó mua tự động không ta? Thử ơi, mình đang có 450 tiền nha. 450 tiền. Làm kinh tế chứ đã. Con cá đó nó có màu vàng là do cái màu nó vậy hay là sao ta? Con này to nè.
550 tiền kìa, vậy là mình có thể bỏ đi thoải mái. Mèo ở đây mèo tốt, hai con cùng lúc không? Không. Cá đâu hết rồi? Không, cái cần câu mình hiện tại là chỉ tới đây thôi. Không, chú không là mất luôn hết trời. Đặt con cá vào đây. Cá bán lần con. Cá quá to. Bây giờ mình đi lấy mà cái bình cho con kia nữa. Nó nằm ở đây nè, ngay dưới cái chỗ này nè. Đó 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 đó, cái bình nha. Rồi xong, bên này là bán cái gì? Bên này bán ba cái nguyên vật liệu như mình đi câu thôi, không cần. Chị bán gì? Cái gương nhỏ, cái gương này chắc cần á, có thể chứa được 12 tầm. Mình bắt buộc phải mua từ trái qua phải không, hay là mua ngang đây luôn cũng được nữa. Đây 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 đây, mua thêm một cái kệ, mua thêm cái bể cá. Cái bể này cá dừa, cá nhỏ thì mình lấy hai con, hai cái đi. Bể dừa phải thêm mấy cái chán trắng nữa. Chị này bán bể cá nội thất nè, có hình cái ghế á. Còn bên đây, bên đây bán mồi câu. Chắc mồi xịn thì sẽ câu được cá xịn hơn, thậm chí bán nguyên cái lưới luôn, mình có thể bắt nhiều cá hơn. Cái chỉ dùng một lần này là cái lưới chỉ dùng một lần hay là sao ta? Mua thử cái này. Rồi 3 fitness à, 3 cái lưới 200 tiền á, con cá được cái 50 hay gì à. Thử luôn ha. Có cái đèn à, lụm cái đèn đó họ về bán. Này nãy là gì? Rồi gác. Còn cửa hàng nào không ta? Đây cửa hàng dụng cụ nè. Đây là sữa con tàu mình dần dần. Rồi, mình đã sửa cái shop thành công. Bye.
không có nút chạy nha, chỉ có nút đi thôi. Có cái đèn vô nè, ủa có cái bình vô nè, bây giờ sửa nó. Cái đèn này là một trong những cái đèn có câu chuyện kỳ diệu thôi, nó giống cái đèn thần của Alibaba vậy thôi. Đây ổng cho mình một cái bình, trời mưa hả? Mèo sợ mưa không ta? Game này làm gì có chỉ số sức khỏe hay là cái gì đâu. Con mèo Alibaba à. Đây xét đánh vô như cái đoạn trong trailer phải không? Bây giờ làm gì? Bây giờ em quét cái bình này xong rồi đặt nó xuống dưới thị trấn. Ngay chỗ này luôn. Và lắp vô cái máy phát điện ở đây. Trở về báo cáo vô. Đến bơm hạt nhân không? Bơm hồng nhãn à? Rồi, nguyên cái thị trấn xài điện rồi, kiểu độc đáo hết. Cái con mà tượng nó bằng gỗ cũng để đánh đồ quái vật ha. Cái khung xương bằng gỗ. Nàng tiên cá. Nếu mình tiếp tục di chuyển một lúc nữa về phía đông thì mình sẽ nhìn thấy một cái mà bãi biển đó. Rồi ok. Mình nên nâng cấp hơn nhiều hơn để mà để câu được cái mức xa hơn. Mới sao bắt được cá ta? Cái này bắt bằng mấy con cá kiểu gì? Rồi chả bắt được luôn. Nửa đêm đi câu cá. Con này có vẻ to, con trên á. Một con COD, con of Duty. Con này nhỏ quá, chê. Okay. Ê, ê. Con bạch tuộc hả gì? Con xanh đa ghét gì ta? Trả đây. Nửa đêm mày cửa hàng có mở cửa không? Mình nâng cấp hồi nãy hình như là ở đây. Cửa không, cái này là sửa chữa thôi. Nhưng mà có tiền thì làm luôn đi. Như là bà này, bà con dịch.
Bây giờ đi tìm hai cái bánh tàu nữa. Ủa hồi nãy tìm rồi mà. Ủa bị bớt à? Nó hiện cái này ra lại nè. Ý quá 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 quá. Ngon, được cái gì? Được một cái gách đành vậy đó. Cái gì vàng vàng á. Bà đã thấy nửa đêm có con mèo câu cá, bà mở cửa ra bà dòm. Cái gì vàng vàng nữa đâu ta đây. Cái này cũng cần lắm nha, để chế mồi câu á, nó là cái siêu quýt á, đây nè. Miêu cần thủ coi sâu sâu như ra đây có cái gì không. Đi được cái gì kìa. Được cái hộp thư điện thoại của cái mà đúng rồi, cái hộp thư. Cái này là nhiều quá. Ai đây? Mình rớt xuống nước có sao không ta? Chết luôn. Trời ơi. Một pha chơi ngu dại thì. Đây là cái nhà của mình. Đây, cái bức tranh con mèo. Đẹp chưa? Ngồi ghế được không? Không. Đó, sang sổ lại. Ủa mình không có mà đổi vị trí của mấy cái này được hết ta? Cá quá to thì nó bị cái gì? Bỏ cho nó mất giá hay gì? Vô mua hàng đi ba. Con này có vẻ khá to nè, nhưng mà mình hết mồi câu rồi. Bây giờ đi câu hai cái mảnh tàu đó, chắc nó nằm bên đây thôi. Đây nè. Đây, nâng cấp cái cần câu của mình lên. Đi sâu hơn. Vui đòi ship Geneva gấp. Không 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 phải bà, nhầm. Đây. Đây là cái này. Ủa? Tương tác với cái đầu tàu nữa. Đây có bánh lái nè.
có sao bèo gì ta? Có 280 tiền vậy nè. Một cái vỏ sò, chẳng là cái vỏ sò. Bây giờ phải có cái vỏ sò đã. Vỏ sò hả? Ê, vỏ sò chết nhái à. Được là có ba cái vỏ sò thôi. Này nó có hồi lại không ta? Gì có ngu nữa kìa. Con cua này thì con cá đó nó cần ăn cái gì ta? Cái này thì không câu được. Này giống gạch quá vậy. Bốn cái gấp bồ. Mấy cái này để dưới này đi. Đi hai ba cái phần quà Giáng sinh luôn cơ. Đứng bên đây chắc câu dễ hơn á. Ủa đâu hết rồi? Nguyên cái dân làng mèo ở đây có mình câu cá. Thôi, mày tính chậm quá ai. Cần thủ chuyên nghiệp đây. À, cái này mấy cái hộp quà để trang trí cái phòng mình thôi. Cũng được.
Mình đã có con tôm, 4 con tôm thì mất 35 tiền. Cái này câu được cá có giá trị hơn, thử cái đi. Tôm. Mực thì vẫn chưa có cái nào cả. Nên mình sẽ tập trung vào lấy cái vỏ sò nữa. Rồi gớt xong luôn rồi. Khó quá. Đây. Có cái gì đó kìa. Kệ, mớ này cũng gom hết đi. Chứ sao không cần à. Cái gì? Cái gì nó bay lên đầu mình vậy? Nó kêu mình lấy thuyền ra khơi đó, nhưng mà tôi đang máu câu. Muốn sửa chữa là sao ta? Lấy ra bắt cá không? Không. Nữa đi, đang chuẩn bị lên nhiều thứ lắm, chưa cần đi vội đâu. Đây mèo lớn mèo nhỏ đủ hết nha. Mười lăm cái thùng này mới được. 15 cái thùng sắt, ok, chắc làm nốt luôn á. Ngàn gửi tiền, ngàn gửi tiền không đủ rồi, vậy câu thêm mấy cái thùng sắt nữa thôi. Chưa cần, quần áo thì chưa cần đó. Vẫn là cần mấy cái thùng sắt. Cái này thì 1x1, cái này 2x4. Mình đặt được mấy con cá vô đây ta? Này 44 nè, này 48 rồi nè. Thì hiện tại chỉ có bình này thôi. Đi câu mấy chục cái thùng sắt nữa. Mình cần thùng sắt với mà nhựa rất là nhiều nha. Về tàu câu cho nó nhanh. Cái búa kìa.
cái búa nguyên cái đàn piano luôn kìa. Piano có thể đặt ở shop. Mấy cái thùng bự thì nó tới hai cái là cũng đỡ, mấy cái thùng nhỏ thì nó chỉ một thôi. Cái máy xay, cái máy đánh trứng chứ, thì nó cũng sẽ xay á, người ta gọi là đánh trứng á. Cái búa này không biết có cái liềm không ta. Năm trăm chín mươi lăm nãy giờ mình bán được cái gì 40 đồng nữa không? Thì nhiều nhựa lắm. Nhựa như một đống vỏ sò luôn nha, gom hết mớ này luôn á. Sao mà không có nhạc nhẽo nữa rồi, trời tối nào hết nhạc á. Cần thủ chuyên nghiệp gì, thuyền cá nó cũng bự bự kìa. Túi mèo, túi mèo giành được cái vỏ sò với anh. Bị cái gì bớt hả vậy? Cái nữa lấy nốt cái vỏ sò lên đây luôn, rồi xong rồi mình lấy mớ nhựa nữa. Cầu từ tối đến sáng luôn trời.
Rồi, lấy tiếp hai miếng gỗ. Qua đây coi nâng cấp được cái gì rồi mình dùng buồm ra khơi. Cái shop nâng rồi, cái nhà nâng rồi, cái này thiếu một cái mảnh tàu. Hiện tại chưa có gì nâng. Thiếu miếng sắt nữa ta. Công nhận cái miếng sắt đó chứ gì. Ê, cứ câu được nhiều hơn cùng lúc nào. Rồi, thiếu 3 miếng sắt nữa. Làm nốt. Đây là cái gì? Không là cái gì cả. Còn cái miếng gỗ đôi bên đây lấy luôn. Câu nhanh đến mức mà nhạc nó chưa kịp chạy luôn. Đi có cái gì nữa kìa. Lấy nốt luôn. Bán ở shop được thì cứ câu đi, 1.500 tiền lận, mình gần rất là nhiều tiền. Game này xây đi ngoảnh lại thì vẫn chỉ thấy cái cơ chế câu cá của nó là hấp dẫn à. Còn mấy yếu tố quản lý shopping đồ đi nâng cấp với NPC thì thấy rất bình thường luôn. Ba miếng nhựa nữa. Này chỉ còn 3 miếng nhựa nữa thôi. Lần cho hết luôn này đi. Đi lần cho biết. Mình đang đội con gà trên đầu rồi. Cái mũ gà của mình.
Con làm được hai món này. Tám miếng mì tô rồi, bây giờ thì quá nhanh này. Câu thưởng cá bự coi sao ta. Rồi đứt dây nữa chứ. Tính tưởng kéo nhanh vậy là vẫn ổn. Nhớ kìa, nhớ kìa. Được con ghép pha gạo. Rồi, mình đi nâng cấp cái nữa là mình dông buồm ra coi. Tên tên tên. Mình công nhận con mèo này nó hơi xấu. Rưỡi tiền. Hai mươi lăm nhựa. Cái này thì mình nâng được nhưng mà tới 1.500 đồng rồi, nghe cơ được rồi. Bye bye mọi người. Cái lưới này mình chả biết xài làm sao luôn á. Và nó không nghe giữa được, khó chịu thiệt. Bây giờ còn cái đống này.
Trời ơi, đi tới nó đụng cái này cái quay về. Chắc khả năng mình mua cái gì ở mũi thiền á. Làm gì còn cái ship pass nữa đâu mà đi tìm. Mình có 8 con tôm. Được 295 đồng mà không ai mua cái gì cả. Đây cái chai. Gớt xong. Không ai vô mua đồ như vậy. Bây giờ tìm đâu ra hai cái mảnh tàu vậy? Gà hết khu này rồi có thấy nữa cái gì đâu. Hai cái mảnh tàu là mấy cái miếng đó nó phải phát sáng lên. Cái đèn chùm cũng được quá ha. Kìa kìa, một mảnh rồi kìa, hai cái mảnh này. Ở đó thì hơi khó lấy một tí.
Ủa sao lại là một đôi giày cũ? Cái nón bạch tuộc rồi. Có khi mình bị lỗi cái bớt kẹt cái nhiệm vụ ngay đó à. Tại lúc đầu mình lấy mấy cái mảnh tàu nhiều quá, xong bây giờ nó chả còn để mình lấy nữa. Tôi là ship gold upgrade để là mình có thể hút bể mà cái đống gác nãy. Cả hai đầu của mũi tàu đều có thể bị phá vỡ à. Này thì chặn đường, này thì chặn đường. Đi, chúng ta qua hòn đảo mới. Dông buồm ra khơi, mèo mèo mèo. Đi tới đâu sao vậy? Hồi có về được không? Đi chỗ này nhựa nhiều lắm anh em ơi, vô kèo rồi. Cam lâm nhựa mình về mình nâng cái nữa. Đồ của mình còn nguyên mà sao lại có 500 tiền ta? Đi, có cái gì kìa? Cái đồ level 2 đây này. Đại dương này nó ô nhiễm khủng khiếp luôn.
Cái gì? Con ngựa luôn kìa. Cái vỏ bánh xe dưới đó chắc là một lớp nhựa. Con cá, con cá. À, nó bị kẹt cái đống rác. Không về bự nữa, con này bự nữa. Câu thêm con cá màu đỏ nữa. Múm múm múm. Không. Quay quay. Rồi bỏ được con vô à. Lội gót xong. Cái là bàn 5 cục nhựa luôn. Biển này ô nhiễm quá rồi. Cứ quăng cần xuống là dính nhựa không? Gác thì nó chặn hình núi, nó che cái đường đi với con tàu luôn. Chà.
Con cá nó bự kìa. Gì đây? À miếng nhựa nó nổi ta. Nguyên cái xe đạp luôn. Đúng là có thể câu được bất cứ thứ gì trong này luôn. Mà sao tiền mình lên tới ngàn rồi đó. Mèo mà chơi gấu bông, vậy nó có khi nào nó nhồi bông mấy con mèo không? Nhựa của mình là có 54 cái rồi, không tiếp. Đi nhận một cái viên ngọc trai để mà trong cái vỏ sò ở dưới cái biển mới lạ đó. Tôi thì muốn làm cái này hơn 1250 lắm. Ấy chết lại chọn lỗ mày. Ừ đúng đúng đúng, tính đầu chọn nhầm lên trên. Bây giờ chỉ thiếu tiền thôi. Bây giờ cần là nói chung là 20 cái đó. Với 5.000 tiền vẫn mắc đó. Đây rồi. Kho báu của ta.
Tên 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 có cái viên ngọc trai rồi, anh em đợi tí. Tôi bao game tôi ra ngoài công chuyện cái. Okay, nhưng mà tiếp tục cái hành trình mèo cá. Mình ở đây làm cái gì ta? À, mang cái viên ngọc trai gì cho ông. Một beautiful nét cát. Không ai lên mà mua đồ của mình hết, nhìn gì? Có ai không? Hello. Đó, có mấy bà shopping đi. Ủa, 1.900 tiền cơ. Lên thì mua đồ đi bà ơi. Đây, cháu dắt bà lên thuyền mua đồ nè. Ủa? Ờ, bà mua hết rồi. Cá xịn nè bà ơi. Ăn tên dễ tin nè. Kiểu này phải đi mua cái kệ đổi đó để đồ nữa. 1905 tiền. Ok. Trời luôn, giàu có rồi. Toàn bộ đều là 5.000, 3.000 hết. Cái này mở rộng cái shop thì cần 20 cái miếng đất đá nữa, ok. Cũng được. 20 cái thì cũng nhanh. Đây, con cái nè. Muốn câu khoảng 5-7 lần là đủ. Đúng kìa. Hai nghìn bảy tiền rồi kìa. Ngon, mấy con cá bự bự là có bộ ngon á. Làm mấy cái vỏ sò anh đây.
Đây như còn cái vỏ sò nữa không ta? Kiếm tiền nhanh nhất thì vỏ sò làm mấy con tôm. Cái gì? Dùng nước ở đây mà hổ tàng long phết đó nha. Không tương tác được với nó. Rồi, đúng, đúng cái cần tìm. Bên đây có một cái, hai cái luôn. Rồi, ok, làm sao? Được cái mắt kiến, bốn cái gấp bồ sau gió xuống ba lô đầy à, trường hợp này chúng tôi méo ngờ tới, hình như mình có cái tủ rồi phải không? Sáu vải. Cái nào để trang trí nữa không ta? Hình như hết rồi.
những cái nón bạch tuộc mình thôi. Vào đây. Quá trời đống gác. Từ vô con mèo đi qua bển là chắc nó mua đồ mình đó. Sáu à, 16 thiếu 4 nữa. Sao chỗ đó lại không qua tới ta?
Vẫn lên được, vẫn lên được. Rồi, ok, cầu thử cái mà lạ lạ với nó anh. Có cái đường lên không? Con cá gì ghê vậy? Cái rồi nó biến mất rồi. Con này cũng được. Con này cũng to phết đó. Ngon. Ba ga cuda. Sương mù quá vậy. Thôi rồi rồi, tôi tính là hai cái miếng ở đây nè. Nhưng mà nó dính vô hai cái miếng này. Ba ngàn sáu trăm tiền. Làm cuốn nữa rồi đi. Rồi dướng cái son rồi kéo lên luôn đi. Rồi dính hai cái rồi. Đi con cá chạch gì kìa, nhìn đảo quá. Cái đèn.
thử rồi, thử rồi. Cậu đừng cá chạch hay là con cá nóc gì nãy không? Mực nè. Đấy, đấy được rồi, đến đâu cái con cùi bắp nó cắn cái báo nữa đi ra. Mực này không cho dành mấy con tôm tép tụi mày. Đó. Dạng tiền tới rồi. Cá nóc hả? Đi được rồi. Mình có thể nâng được cái shop lên 1.500 tiền đó, hút luôn. Thiếu 10 nhựa. Nhựa thì kiếm nhanh lắm. Bây giờ đi chuyển viên ngọc trai cho nàng tiên cá. Cá mới nè cô ơi. Bây giờ cửa hàng bây giờ đã lên đời rồi. Ủa sao đặt được rồi? Lỗi bút à? Bút rồi, bớt rồi. Rồi mở rộng ra cho cả đống rồi xong rồi không có xây được. Cái này bự quá. Quá bự luôn hả? Ôi chết tôi rồi.
Đó, vô shopping đi chị, 1.755 tiền. Ok. Chắc vải cỡ này mới đủ á. Cỡ này thì thêm một đống gỗ, nhựa và mấy cái vải bóc. Lâu à, còn nó rất lâu nữa. Mua hàng cô ơi. Còn hàng xịn không nè cô? Thậm chí có những loại cá mà to đến mức không thể bỏ vừa luôn á. Năm chục đẩy cho anh Ngọc. Méo gì? Con này nó không ăn tôm mà. Cái gì đó? Chọn cái gì đó? Đứa nào chậm độ đó, đứa nào đồ mới này mua hết đi. 2.000 tiền này. Mua đi, mua đi. Mua cái máy ảnh đi. Đợi non lá nữa chứ. Khóc than cái gì. Mua. Mua nốt đi. 3.000 tiền. 500. Con nít có tiền không á? 50. 500 nha. Rồi rồi. Rồi, đề nghị các bạn chim cút á. Tuyển khách. Đây cá bự nhóc nhanh nè. Chỗ này là bắt đầu câu được cái đống kia rồi. Cái con méo gì vậy nè, một món quà từ người, những cái người tin tưởng trên cái bạn là Tuna Get, không thể từ chối nó à. Miêu nhân hương
Salmon. Salmon cũng bự quá luôn rồi. Còn cá đỏ nè, 3.900 nè. Hàng mới về. Nó không mua ta, hình như là tạo gửi bến xong rồi nó không mua nữa. Có cái đôi giày ở dưới. Cá gì mới lạ quá nhờ. Cái máy nướng bánh mì. Cái này là cái gì, cái la bàn hay gì? Máy nướng bánh mì, chúng ta có thể nướng bánh mì, giải thích rất là tuyệt vời luôn. Mấy cái này là khác nhau hả ta? Bây giờ phải kiếm thêm nhựa với gỗ nữa. Nhựa với gỗ mình nhiều ít lắm.
những con mèo nó mắc cười à. Gì lỗi nữa gì? Chỗ này cũng được. Chút kéo lên thì dính cái miếng gác đó luôn. Đỡ kéo quá tay rồi. Cái game này nó tính cái tọa độ theo mà cái mồi câu của mình. Mua đồ quý khách ơi. Tôi xịn sò không đó quý khách. Hai cái này 13 với 5 à. Cái vàng. Ủa cái gì nó mới mua 250 vậy? Con cá này nhiêu? Cá này 250 còn bộ ngon nha. Đứng sau mà tới được cái đó 150, con cá 250 khá là ngon. 150 50, cái kia chắc 150 nhiều quá. 150 5000 rồi. Get out my way, get out my ship. Con cá 250 là tính ra ngon lắm á. Mình còn 3 con cá xịn nữa, con này chắc cũng cả ngàn á. Xong rồi. Chúng ta cần bui một cái để chống hỷ quái mà chúng tôi đã nhìn thấy nhiều năm trước. Bạn cần một cái mảnh thiết bị nằm sâu bên dưới cùng, ở bên dưới cái vàng nắm khổng lồ.
nó rất là đặc biệt, sử dụng một cái gương đặc biệt. Rồi cái nấm đó thì nấu ăn với cá rất là tuyệt vời nữa. Đây tìm cái nấm, cái gì đây, chỗ này cũng gác hơi bị nhiều quá. Xuống luôn, xuống luôn. Đừng dính, đừng dính, đừng dính. Rồi, đây. Ok, câu luôn con cá bự bự nãy. Chúng ta sẽ đi làm cái bể cá mới, bể cá siêu to khổng lồ. Con này nãy có chưa ta? Mình lấy nhiều ở đây cũng được đó, nhiều ở đây ba cái vàng vàng khá là nhiều luôn. Nhìn thấy chưa mèo, mới có 7 à, 20 cái mới đủ rồi, ít nhất là 10. 5.000 tiền thì mình đủ 5.000 rồi nè. Cá lóc nữa kìa. Mười hai cái mảnh mê tồn luôn. Cà phê, uống miếng cà phê trong lúc câu cá hơn 2 tiếng rồi.
Châu dưới này có con cua với cái vỏ sò. Con cua thì tôi không biết nó có câu được không. Chết rồi. Lấy nốt mấy miếng nhựa màu vàng bên kia nó mới được. Ủa được cái gì đâu? Này khó nha. Chắc là cái ông bán cá đem cái nấm lại cho cái xe bán cá này. Coi có gì mới mẻ này không? Bà gà cua đà cá siêu bự chị ơi. Thiếu gỗ và thiếu nhiều hoa vàng. Cái hồ này là 25 gỗ. Nhựa thì đủ rồi nè. Với 15 cái vàng. 25 gỗ với 15 vàng. Ngàn 250 tiền. Thank you.
con tắt chứ cái đám mây màu hồng rồi đưa một mảnh lên nó. Không phải. Cái đứa mày bị uống rồi được không? Nó sẽ đi hoài mà cảm giác đám mây màu hồng nó không dính dáng gì đó. Rồi tới rồi, tới tới rồi. Tới chưa? Đây. Cái chân dịch với cái mảnh gì nhóc cho anh coi. Bên này nhựa khá là nhiều luôn. Có quần rồi nè. Có áo. Bàn ủi lựu đạn lắm. Đồng hồ với cái kính lúp. Cái này không đeo được.
Cái này không biết sao mà để cho nó khó dữ vậy. Thắng công thiết kế game này thiệt. Mém nước rớt xong rồi. Không ăn hả? Ăn thôi. Ủa phải ăn nhiêu rồi? 19 à? Trời, được cái viên đá cổ ngữ gì luôn kìa. Cái đúng là dưới biển cái gì cũng có chứ. Câu được nữa không? Ý. Cá đẹp, cá đẹp. Số 2. Nó đâu tiêu vậy? Đây 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 đây. Có mấy cái cuộn len gì nữa kìa. Lớp xe nữa kìa. Cá coi thì nó đẹp. Ừ, đúng là cá coi thiệt á. Cá coi mà ô nhiễm như thế này là nó khó sống lắm ngọc. Nhìn nước nó nổi bọt luôn kìa. Mấy cuộn chỉ là cái gì đó, chắc là nguyên vật liệu level 3 á. À không, nó chỉ là cái pháp bờ nãy thôi, chỉ là nó đóng là nhiều hơn.
Cá mới, cá mới. Chết rồi. Không, nó chỉ ăn mực thôi. Kệ, nó bắt thêm cá coi nữa. Bán bầy này cái là tiền không luôn á. Cái gì? Sao vậy? Thuộc mà anh chơi nó hả? Không, con kia tôi không muốn con này. Vậy mưa tầm mưa tả nỗi khổ người nông dân, thuyền trưởng mèo cắp cái thành mèo. Cá nào nó cũng to cả. Cục đá này chắc là tiền không á. Bảy trăm ba chục tiền đúng không? Vô mua đồ chị ơi. Rồi cái đám mây thì không thể mà xuống nước được, cái nó bị cái lỗi bớt cái dòng chữ cáo quá to kìa. Đây đây đám mây kìa, bây giờ đem lại cửa hàng cho gia công cái đám mây là thành cái gì đó. Thiếu gỗ. Cái có năm mà thiếu nữa
chỉ là 500 tiền kìa, cái viên đá cổ ngữ hay gì á. Về bán đồ, về bán đồ. Nằm chậm nữa kìa. Nó mua con cá, mua cái gì dữ vậy? À không, cái cổ ngữ giờ mới bán nè. Thằng mới nè mọi người ơi. Hết đời. Rồi bị cái đổi bớt bên đây rồi, thiệt con game này. Mua đi. Cổ ngữ 500. Bó tay luôn. Giờ sao ta? Tiền là 10 gỗ. Tiền và 10 gỗ để nâng lên hả? Thiếu nhiều quá. Thiếu 10 nhiều quá. Ổng này nó gì? Gần 3 tiếng rồi. Ngày chơi game 2 tiếng thôi. Con này thì nó thú vị nên chơi hơi nhiều tí. Dù đã đi áp chết nhưng cũng tương đối có khá nhiều thứ để làm rồi đó. Nhưng mà cơ bản thì nó chỉ lặp đi lặp lại một vấn đề như cũ vậy thôi. Chứ còn cái lỗi bớt trong phòng nữa thì cũng chưa biết xử lý nó làm sao. Lỗi này nè, hay là do cái phòng mình quá nhỏ, nhưng mà đặt cả mấy cái này cũng không được nữa đó. Đây nè, chỉ cái này là lỗi bớt trong game nè, không đặt được cái gì ở đây cả. Cái phòng mình nó vẫn giới hạn được tới đây thôi. Rất là khó chịu luôn. Mua xong cái bể biết bao nhiêu tiền, đứng chừng mấy con cá vô mà đéo được.
Phải cứu ức chế con mèo con này, ai đi bỏ nó lại đây. Cái gì bự quá vậy? Mấy cá này nhiêu tiền đó, nên câu nó không? Mình bực mình ức chế cay cú. Tôi ra tôi chết tiền luôn, cày cuốn ra mày. Anh em đợi tí. 1325. Tôi nâng cái nhà lên mà không xây được nữa. Đi lấy lại mấy cái bức ảnh photo chụp về cái mà Sinh Kem, thành phố Sinh Kem dưới nước. Game làm tốn thời gian lắm.
tí nữa tôi nâng cái phòng lên mà không được, đặt cái hồ cá lớn đó đi. Cái này mình vẫn chưa có. Mua phui nhựa luôn, 100 nhựa. Nâng cái nhà lên nè, nâng cái shop lên nữa nè. Còn thiếu gỗ à? Game này chủ yếu là đi farm tài nguyên thôi, phần lớn thời gian là farm tài nguyên. Còn cái điểm hay của nó là mình đi khám phá được những cái vùng đất mới. Mười ngàn tiền thì đơn giản, có tôi nè. Còn thiếu cái bộ mặt đó là mình nâng được cái nhà. Cái cuốn game chơi cái lỗi bết không xây được cái hồ cá của tôi. Được rồi, nhưng mà xây được con cái thôi, cái chỗ này nó vẫn bị lỗi bớt rồi. Bó tay luôn. Nguyên cái vùng này không xây được cái nào hết. Sao lúc xây được lúc xây không được, khúc nạn. Cái bị gì mà còn quá to nữa. Trời ơi, cái hồ ba lớn đây chứa được con cá một. Đùa nhau à. Như giờ nâng mắt rồi mà không được xây được cái hồ cá nữa. Nguyên cái hồ ba lớn có con cá một. Rồi ơi, game làm thiết kế cũng ngon nghẻ đó, cuối cùng lại dính cái lỗi bớt. Rồi ok, bye bye anh em, game này chơi đến đây thôi. Game cũng khá nổ map, mặc dù chỉ giai đoạn early upset.